đây có cô chú nào về miền Tây rồi chứ ạ? Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Mấy ngày qua thì mọi người có nhớ Xuân Mỹ không? Chứ Xuân Mỹ thì rất là nhớ mọi người luôn á. Bởi vì là tình trạng sức khỏe không được tốt lắm, bị viêm mũi nhức đầu rồi đau dạ dày, nói chung là mấy loại bệnh, phải nghỉ ốm ở nhà mấy ngày cả nhà ơi. Hôm nay thì trở lại làm việc và tranh thủ hôm nay thì lên video chia sẻ với mọi người một số thông tin cũng liên quan đến cổ Gò Công. Và xa xa Xuân Mỹ để bài hát về miền Tây quê tôi. Bài đó nó hôm nay nó hơn 4.4 triệu lượt xem rồi đó cả nhà, trên kênh Hồ Văn Cường Official ha. Xin trước tiên thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của Xuân Mỹ. Xin cảm ơn mọi người. Xuân Mỹ phải chăm sóc mình nha cả nhà, để đồng hành cùng gia đình Xanh Độc Chuối lên tiếng phản biện những cái gì chưa hay, chưa đúng về Cường, để chúng ta bảo vệ Cường ha. Và như thường lệ thì tin tức sẽ tiếp tục điểm danh qua bài Qua Xứ Nhà Nàng trước. Bài Qua Xứ Nhà Nàng thì hôm nay nó 489.000 lượt xem rồi cả nhà ơi. Và kênh Hồ Văn Cường thì vẫn là 116.000 nha. Cả nhà tiếp tục vận động mọi người, người thân, bạn bè, anh chị em, họ hàng đăng ký kênh cho Cường để phải trở lại lên hơn 300.000 lượt, hơn 300.000 sub nè. Cả nhà cố gắng vận động hơn 300.000 người đăng ký để là bằng với hơn cái kênh mà người ta đã xóa của Cường ha, người ta không trả lại. Rồi một cái bài nữa mà gia đình Xanh Chuối cũng nghe cho Cường đó là bài Bà Năm nè. Bài Bà Năm thì hôm nay nó đã là 983.000 rồi. Còn có 17.000 nữa thôi nha cả nhà. 17.000 thì nó sẽ là 1 triệu view. Rất là dễ thương. Xin cảm ơn cả nhà đã cùng chia sẻ đồng hành với cậu Út Gò Công trong những ngày qua để cùng tăng view những cái bài hát này. Và mọi người cũng nhớ là đăng ký kênh của anh Sơn nha, Ngọc Sơn Production và ca nhạc sĩ Sơn Hạ, những cái người mà cùng đồng hành cùng cậu Út Gò Công thời gian qua. Và tiếp theo cái sự kiện hôm nay thì Xuân Mỹ xin điểm qua trang của Đại học Hoa Sen. Thông tin trường Đại học Hoa Sen coi có gì mới nha cả nhà. Vừa mới đây thì trên trang fanpage của Đại học Hoa Sen up cái thông tin này, cái cầu Cần Thơ của Xuân Mỹ rồi đó. Tới Sóc Trăng rồi cả nhà ơi. Duy nhất tại Gen Z thế hệ dẫn đầu các thí sinh đấu tranh giành quyền bình đẳng giới. Theo nghiên cứu, 97% đàn ông đồng ý rằng nghĩa vụ của họ phải trở thành người bảo vệ phụ nữ và là trụ cột của gia đình. Tuy nhiên, chính những tiêu chí truyền thống về một người đàn ông đích thực đã kéo lùi nam giới và bình đẳng giới, khiến họ cũng là những con người muốn thể hiện cảm xúc phải cất giấu đi để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Lần đầu tiên tại Gen Z, thế hệ dẫn đầu phái nữ là giới đứng lên để đấu tranh giành quyền lợi cho nam giới, khi mà từ trước đến nay người ta chỉ quan tâm đến việc đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Cùng đón xem những điều bất ngờ chưa từng có lúc 19 giờ ngày 26 trên ứng dụng Vion và phát lại 20 giờ cùng ngày trên YouTube Đại học Hoa Sen. Đặc biệt tập 6 cũng có sự xuất hiện của vị khách mời đó là Á hậu Thúy Vân, Miss Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2019 nha cả nhà. Và Xuân Mỹ thì xin cho cả nhà xem một cái đoạn video của thế hệ Gen Z trường Đại học Hoa Sen ha.
Giờ tạm 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 dừng cái bài của Cường này ha. Gen Z thế hệ dẫn đầu. Chúng tôi ở đây để hồi sinh lại múa rối nước, và chúng tôi mặc đứng ở đây giúp múa rối nước có một vị trí đứng nhất định trong lòng của tất cả mọi người, không chỉ những người trẻ tuổi. Anh không quan tâm nội dung ở trên cái bảng màn hình LED kia nói cái gì, suy nghĩ lại về cách sáng tạo diễn đạt bài thi của mình một cách ngược chiều. Mình để một góc độ khác để giúp cho khán giả của tụi em cảm thấy thú vị và hấp dẫn hơn. Mỗi người có một quan điểm chấm khác nhau, nhưng mà các bạn ấy đã được kiểm tra khả năng nói, cách dùng từ, cách diễn đạt cái nội dung trình bày qua các vòng trước rồi. Và ngày hôm nay ở đây với vòng bứt phá đang tìm, thứ nhất bạn này phải có khả năng nghiên cứu, thứ hai bạn này phải có sự sáng tạo trong cái việc sử dụng lối tư duy, và cuối cùng cái dự án ý tưởng này phải thực thi. Không có đúng và không có sai, tôi đang chấm cái cách thể hiện trên cái tư duy là một người đạo diễn dàn dựng trên cái sân khấu này. Nếu bạn nào có một cái tư duy mà chạm đến cái sự thu hút và cái cảm xúc trái tim của tôi thì tôi sẽ chọn bạn đó. Vậy thế thôi. Bối cảnh của thế giới hiện nay là mọi người không hề quan tâm, thậm chí là đã phớt lờ đi tình trạng sức khỏe mà bố mẹ đang phải gặp phải. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Cha mẹ là phải hy sinh, nhưng hy sinh là mất cân bằng. Mất cân bằng trong việc trau dồi hạnh phúc của mình và mang đến cho con cái hạnh phúc. Mình làm một cái phần trình bày, cái điều quan trọng nhất là em đạt được mục đích của em. Cuối cùng nó vẫn phải là thuyết phục. Thì mình không đúng về timeline là nó đã không thuyết phục rồi. 230 triệu tấn rác thải sinh hoạt của con người được thải ra hàng năm. Vậy nên chúng em đề tới giải pháp giúp nâng cao nhận thức của người đi du lịch trải nghiệm từ 16 đến 30 tuổi. Chúng em gọi đây là xóa nhựa, đổi rác thải, lấy tương lai. Dựa trên trải nghiệm của chị, trái tim không bình thường chưa đủ luôn. Là mình cần thêm một cái bộ não nữa để xác định cái vấn đề thực tế hơn. Đã đến lúc chúng ta phải nâng cao nhận thức hơn về bình đẳng giới. Tôi cảm thấy rằng là rất cảm thương cho tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn nữ đang hết sức đấu tranh giành quyền cho nam giới của chúng tôi. Nhưng sẽ không bao giờ có bình đẳng giới được. Thế hệ của em là những cái người mang đến cái sự thay đổi rõ ràng và vượt bậc nhất cho những cái vấn đề về kinh tế xã hội đang diễn ra trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Cho nên đó là thông qua cái chương trình này cũng như là thông qua những cái dự án, mặc dù là mang tính cộng đồng thôi, nhưng mà nó rõ ràng nó nói lên những cái issue trong xã hội rất là lớn mà cả thế hệ của chị, cả thế hệ ba mẹ chị nhận thấy rõ nhưng chưa bao giờ giải quyết được. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ 6 hàng tuần từ 15 tháng 7 năm 2022 trên siêu ứng dụng giải trí Vion và YouTube Đại học Hoa Sen, YouTube Gen Z thế hệ dẫn đầu. 9 giờ tối thứ 6. Nhưng cả nhà, đó là một trong những cái video trích đoạn một phần hùng biện của các bạn. Đây là sân chơi để các bạn sinh viên của trường Đại học Hoa Sen thử sức mình ở cái vai trò hùng biện, đưa ra những cái dự án, và nó giống như là một cái những cái dự án cộng đồng gọi vốn, nhưng mà ở đây là vốn là của trường Đại học Hoa Sen nha cả nhà, và đầu tư cho các cái dự án này. Và những cái chương trình này thì trường sẽ chọn ra những cái chương trình xuất sắc để tham gia những cái cuộc hùng biện khác ở cấp quốc gia hoặc quốc tế nữa nha cả nhà. Một cái sự đào tạo rất là phong phú, rất là hay. Đây là một trong những cái hoạt động workshop mà trường Đại học Hoa Sen đầu tư rất là kỹ lưỡng từ kịch bản. Kịch bản là do các bạn sinh viên trưởng thành từ Đại học Hoa Sen viết luôn, chuẩn bị luôn, và demo hết tất cả sân khấu nè. Tất cả những cái này là đều là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen thiết kế và làm hết nha cả nhà. Rất là sáng tạo và thật là tự hào khi mà một trong những cái người mà chúng ta idol lại là sinh viên ở trường này. Xuân Mỹ mong rằng tất cả chúng ta hãy theo dõi và ủng hộ những cái hoạt động của trường Đại học Hoa Sen, xem đây là một cái nghĩa cử cao đẹp, một cái lời cảm ơn cho trường đã nhận và đào tạo idol của chúng ta. Và trong những cái chương trình workshop này thì chúng ta chưa thấy Cường xuất hiện, và Cường chỉ thể hiện cái tài năng của mình là ca hát trong những cái hoạt động của trường ha cả nhà. Thì hy vọng là sắp tới Cường sẽ xuất hiện với những cái vai trò khác nữa ở tại trường Đại học Hoa Sen.
Bây giờ thì Xuân Mỹ tiếp theo thông tin của anh Ba Ngọc Sơn thì hôm 22 tháng 8 thì anh diễn ở Tam Kỳ Quảng Nam ha, một cái hoạt động trong cái chương trình là nhạc tình quê hương, nghĩa tình quê hương mà anh Ngọc Sơn tham gia ở các huyện, hết các huyện của Quảng Nam. Thông tin trên trang Đại Gia Đình Ngọc Sơn thì chưa có thông tin gì show diễn của tháng 9 ha cả nhà, vẫn là những cái hình ảnh anh Sơn đi lưu diễn ở tại Quảng Nam thôi. Thì hy vọng cũng còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ hết tháng 8 và đất nước, cả nước của chúng ta sẽ mừng lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Và tụi những người làm việc như Xuân Mỹ thì sẽ được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 4. Cả nhà cũng có kế hoạch gì đi đâu chơi thì chúng ta hãy tranh thủ ha, vì ngày 5 tháng 9 thì các con đã trở lại trường học rồi. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Xanh Được Chuối khu vực phía Nam. Hai ngày nay, cái này hai ngày rồi, cũng các anh chị fan Xanh Được Chuối cũng dẫn về một video clip ngày tháng 8 năm 2021 thì Cường chúc mừng sinh nhật của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Năm ngoái thì tháng 8 thì em đã thi tốt nghiệp xong và em chuẩn bị làm thủ tục vào nhập học, nhưng mà tháng 8 năm ngoái thì cũng có những cái biến cố mà người ta chở Cường trở nên thành một cái, từ một đứa trẻ năng động trở thành một thanh niên trầm tư hơn, ngại giao tiếp hơn, nhưng mà thời gian gần đây thì sự linh hoạt nó đã trở lại ha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ cũng muốn cho cả nhà nghe đoạn này, bởi vì cũng nhiều cô chú anh chị không có sử dụng Facebook, cho nên là Xuân Mỹ muốn cả nhà nghe cái đoạn này để chia sẻ cùng con ha. Cái tâm trạng vào lúc đó rất là nhiều, xáo trộn rất nhiều. Cả nhà nhớ tháng 8 năm 2021 là đỉnh điểm của dịch Covid-19 và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. 40.000 người Việt đã ra đi trong cái năm 2021, từ đầu mùa dịch tới năm 2021 ha cả nhà. Cho nên là chúng ta chia sẻ rất nhiều với những cái gia đình đã mất người thân vì Covid. Và chúng ta lắng nghe cái chia sẻ chúc mừng sinh nhật của Cường. Đây là một trong những cái hoạt động quảng bá cho trường mà Cường tham gia với vai trò là học sinh, sinh viên ở đây. Bây giờ thì cả nhà cùng nghe ha. Xin chào tất cả các thầy cô và tập đoàn Nguyễn Hoàng. Nhân dịp sinh nhật của tập đoàn Nguyễn Hoàng thì em xin chúc cho tập đoàn sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa và luôn là nơi tin yêu và là lựa chọn hàng đầu của tất cả các bậc phụ huynh cũng như là tất cả các bạn học sinh. Và đặc biệt hơn, em xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý thầy cô và tất cả các anh chị tình nguyện viên của các trường thuộc hệ thống giáo dục của tập đoàn Nguyễn Hoàng đã nhiệt tình hỗ trợ và đã chung tay giúp đỡ cho những người dân vượt qua cái dịch bệnh lần này. Và cuối cùng em xin gửi lời chúc cho tập đoàn sẽ có một sinh nhật thật là ấm áp và thật là thành công. Xem lại lần nữa. Xin chào tất cả các thầy cô và tập đoàn Nguyễn Hoàng. Nhân dịp sinh nhật của tập đoàn Nguyễn Hoàng thì em xin chúc cho tập đoàn sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa và luôn là nơi tin yêu và là lựa chọn hàng đầu của tất cả các bậc phụ huynh cũng như là tất cả các bạn học sinh. Và đặc biệt hơn, em xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý thầy cô và tất cả các anh chị tình nguyện viên của các trường thuộc hệ thống giáo dục của tập đoàn Nguyễn Hoàng đã nhiệt tình hỗ trợ và đã chung tay giúp đỡ cho những người dân vượt qua cái dịch bệnh lần này. Và cuối cùng em xin gửi lời chúc cho tập đoàn sẽ có một sinh nhật thật là ấm áp và thật là thành công. Xin chào tất cả các thầy cô và tập ấm áp và thật là thành công.
Cả nhà nhìn nụ cười rất là dễ thương. Có thể nói là đây là một cái bạn trẻ mà có một cái sự chịu đựng hết sức là bền bỉ, rắn rỏi cả nhà. Coi như là 10 tháng qua là người ta đã dồn em bao nhiêu là thứ hả cả nhà, và đặt lên trên vai em rất là nhiều điều mà nói chung là những cái gánh nặng vượt qua sức của em. Nói chung là không có còn lời nào để diễn tả cái sự mà bẩn bựa của họ đặt cho Cường nữa cả nhà, và lôi cả gia đình. Hôm qua thì Xuân Mỹ có nói chuyện với một cô khán giả cũng lớn tuổi. Cô bảo là từ một nạn nhân, Cường phải nói là một nạn nhân của chăn dắt trẻ em và bóc lột sức lao động trẻ em, bỗng nhiên trở thành một tội đồ của một cái thế lực. Thế lực như thế nào thì cả nhà chúng ta biết rồi ha. Phía sau cái ánh hào quang của sân khấu là những cái người dùng hết sức, dùng rất là nhiều trò bẩn, làm đủ điều để dìm một cái nhân tài. Và cô nói tự nhiên nạn nhân trở thành nạn nhân của sự chăn dắt, rồi từ thiện, nói chung là rất là nhiều điều, trở thành một tội đồ, phản bội, ăn cháo đá bát tất cả. Và bây giờ người ta bắt đầu cũng muốn khơi gợi lại, bởi vì là gần chỉ còn một tháng nữa là giỗ đầu một năm của người kia rồi cả nhà. Tức là hễ mà có cái sự kiện gì mà nó liên quan tới người kia thì người ta lại lôi em ra, người ta chửi rủa nhục mạ, và người ta lôi cả nhà em, người ta dán xuống đầu ba mẹ em những cái ngôn từ, người ta gán cho em và chị em, gia đình em những cái ngôn từ mà thật sự mà nói không thể nào mà chấp nhận được. Cũng may là đại gia đình Xanh Đột Chuối và cộng đồng mạng, người ta có một cái tâm sáng, người ta nhìn thấu rõ những cái sự thật mà Cường và gia đình em chịu thiệt thòi bao nhiêu năm qua. Bây giờ nhìn ở góc độ của Cường, Xuân Mỹ xin nói với cả nhà, nếu mà góc độ về mặt pháp luật thì 5 năm vẫn có thể hồi tố nha cả nhà. Cho nên bây giờ Cường chỉ mới rời khỏi đó một năm thôi. Cho nên các thứ nhất là các anti-fan, thứ nhất là các hai là các cậu vàng và các cái YouTuber mà đang chọc ngoáy, đang sử dụng những ngôn từ xuyên tạc bịa đặt Cường đó, thì đừng có tự tin quá ha, tự tin quá rồi quá rồ, nói dùng những cái ngôn từ hết sức là sai trái. Và sự cả nhà nhớ nha, 13 tới 18 là Cường ở bên đó. Những cái gì mà người ta làm sai cho Cường, 5 năm sau vẫn có thể hồi tố. Kể từ tháng 10 năm 2021 Cường rời đi ha. Cho nên sự im lặng của bạn ấy thì hãy tôn trọng cái sự im lặng đó mà dừng lại. Nếu như mày vẫn còn tới sự kiện này hay tới sự kiện kia thì cứ lôi gia đình em. Hôm qua thì bắt đầu là lôi tới chị em ra. Mà nói như thế thì Cường có đủ chứng cứ và lý lẽ để nhờ cơ quan pháp luật can thiệp nha cả nhà. Và Xuân Mỹ nói là theo luật thì 5 năm vẫn có thể hồi tố và vẫn có thể quay lại nếu mà em ấy cảm thấy là đủ chứng cứ. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ với cái tâm thế của Cường, Cường đã muốn gác lại quá khứ, sống ở hiện tại và hướng đến một cái tương lai là hoàn thiện chương trình học ở Đại học Hoa Sen 4 năm của ngành marketing, và theo anh Sơn tập dượt văn nghệ, đi những cái show diễn mà em sắp xếp em có thể đi được. Như anh Sơn Hạ nói, mỗi một lần show thì Cường phải mấy ngày sắp xếp như thế nào thì Cường mới trả lời là không phải show nào em cũng tham dự, không phải show nào em cũng diễn, mà em phải tranh thủ sắp xếp thời gian mới dự được hay cả nhà. Cho nên là tất cả chúng ta hãy xem như là nước chảy bèo trôi, giống như là những cái câu chuyện mà họ bịa đặt cho Cường đó, chúng ta hãy để qua một bên. Và Xuân Mỹ nói cho
các cái anti-fan và các cậu vàng biết là 5 năm vẫn có thể hồi tố những việc làm mà người ta làm sai trái cho Cường, cho nên là cẩn ngôn ha, ông bà mình nói cẩn ngôn thì vẩn hơn, cẩn trọng vẩn hơn, cho nên là đừng có tự tin quá rồ và dùng những ngôn từ, nhất là béo bán nhang ha. Chửi người ta không còn cái gì, còn kêu là phải nhờ béo chửi mà Cường được cộng đồng mạng. Không phải béo không chửi, bây giờ những cái hành động của ekip bên kia đã đủ làm cho người ta có cái nhìn thương cảm về gia đình Cường rồi, không cần tới béo chửi. Béo chửi là béo đang gây nghiệp cho chính béo và gia đình béo thôi. Và một mai biết đâu được, không ai biết trước được ngày mai ha. Buồn Cường dở ra lấy lại những cái video mà bị xúc phạm chửi rủa, Cường gửi đơn đến công an. Hãy nhìn tấm gương của những cái người mà đang bị truy tố về điều 331 đó, là vi phạm nhục mạ người khác đó ha. Đó là những gì mà Xuân Mỹ muốn chia sẻ qua video này. Mấy ngày nay thì chị Yến Trần ở Đức cũng đã có một cái bài thơ dựa trên cái tấm ảnh mà Cường được nụ cười rất là tươi đây. Chị ấy làm một cái bài thơ tặng cho Cường. Đây. Tháng 8 lá vàng chưa con nhỉ, mà bước con đi hoa lá cũng rộn ràng. Mùa quả chín nắng vàng vương nỗi nhớ, tiếng con hò thờ thẫn gió mênh mang. Tháng 9 về xanh chuối lại đi hoang, về Tiền Giang lại được nghe con hát. Vạt nắng cuối sông đã lên màu vàng nhạt, ước mơ xanh nâng những ngón tay gầy. Ta thương con đứng ngóng trời xem mây, phượng cuối mùa lác đác mấy nhành hoa. Tháng 9 Tiền Giang sóng nước hiền hòa, xanh đột chuối hoang ca cùng con hát. Yến Trần, chị ấy viết gửi cho Xuân Mỹ từ ngày 21 tháng 8 cả nhà. Đó, bây giờ thì Xuân Mỹ kéo lại cho cả nhà xem ha. Và Xuân Mỹ xin cảm ơn chị. Chị lúc nào cũng dành cho kênh Xuân Mỹ những cái bài thơ rất là hay, rất là cảm xúc về Cường và những người khác. Và hôm qua thì bà ngoại Hilton cũng có nhắn xin cảm ơn tất cả mọi người đã có comment gửi lời động viên sức khỏe của bà ngoại. Hiện nay thì bà ngoại đang dùng thuốc giảm đau mỗi ngày để kiềm chế cái cơn nhức đầu của mình lại, hoặc là phẫu thuật hoặc là sống chung với lũ. Thì bà nói là để xem bác sĩ sẽ như thế nào từ đây đến một tây tháng 11 ha cả nhà. Nhưng mà hôm qua thì bà rất lạc quan, trên tinh thần là bà rất là vui vẻ, và bà nói là có thể sống chung với lũ, tức là sống chung với cái khối u ở trong hộp sọ của mình. Thì hơn ai hết Xuân Mỹ vẫn mong bà khỏe để đồng hành cùng cậu Út Gò Công bằng cách nghe nhạc, tăng view, ủng hộ các kênh YouTube và động viên tinh thần cho Cường từ xa ha cả nhà. Đó, nụ cười năm 2021 vẫn tháng 8 năm 2021 vẫn còn nụ cười tươi, nhưng mà tháng 10 nó chỉ là một tháng sau thôi là cái nụ cười này nó cái gương mặt này nó thay đổi và nó chỉ mới trở lại đây thôi, những cái nụ cười tươi như vậy. Xuân Mỹ nói lại một lần nữa, vụ việc của Cường 5 năm vẫn còn hồi tố được, cho nên những ai đang nó là tự đắc là mình đã vượt qua thì nên kìm lại ha, sau 5 năm nữa mới biết là Cường bỏ hay là không ha. Còn bây giờ Cường im lặng thì hãy tôn trọng sự im lặng của bạn ấy và để cho bạn ấy đi tiếp cái con đường của mình trong thời gian tới ha. Và rồi Xuân Mỹ, video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc cả nhà ơi. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like cho Xuân Mỹ nha. Bấm like thì không mất tiền, bấm like chỉ ủng hộ và động viên tinh thần cho Xuân Mỹ thôi, cũng như là tăng cái tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả trên kênh Xuân Mỹ Vlog. Đây, ngón tay cái đó cả nhà. Ngón tay cái á. Rồi cả nhà. Nhớ nha cả nhà, nhớ là xem lướt qua video thì bấm like. Và xin cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm sức khỏe của Xuân Mỹ trong những ngày qua. Hôm nay thì ổn rồi, mặc dù là đầu còn lân lân, tinh thần thì cũng chưa thật sự là
tỉnh táo nhưng mà vẫn đi làm rồi và làm video đến với cả nhà và bày tỏ quan điểm như vậy. Và rồi xin chào tạm biệt, chúc cả nhà có bữa trưa ấm áp bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.